Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube bạn Ngân. Trước mặt Ngân lúc này thì các bạn có thể thấy đó là cần tây, dưa leo và dứa. Đây là ba nguyên liệu Ngân đã xay bằng máy sinh tố và sau đó Ngân vắt ra. Mỗi một ngày Ngân uống 1 đến 2 ly như vậy. Trước bữa ăn, quan trọng nhất là trước bữa sáng, sau đó là trong ngày khi nào Ngân khát thì Ngân có thể uống thêm. Thì một ngày Ngân uống khoảng 150 đến 300 ml. Ngân phải review ngay, Ngân phải kể ngay cho các bạn nghe về cái cơ thể của mình. Tức là Ngân không quen uống cái nước gì ngoài cà phê vào buổi sáng. Thế nên là khi Ngân uống cái nước xanh như vậy buổi sáng á, thì sau khi 30 phút Ngân uống á, thì Ngân cảm thấy cái cơ thể của mình nó phản ứng kiểu như là mình hơi lâm dâm đau bụng. Sau đó là mình đi vào toilet và xả sạch ruột. Thì cái đó thì Ngân cảm thấy rất là thích, bởi vì buổi sáng thành như một thói quen là mình đi vào toilet là cái ruột của mình nó sạch sẽ. Ngân thì Ngân đã nghe từ cái việc uống cần tây đã rất lâu rồi. Bản thân Ngân với gia đình nhà Ngân thì rất nhiều người bị gọi là cholesterol, cái lượng mỡ xấu ở trong máu á, mà người ta bảo là cái cần tây này nó có tác dụng rất là tốt. Thì Ngân cũng đã ăn, nhưng mà Ngân nghĩ là không được bao nhiêu ấy đó. Ăn thì mình ăn được này thì ăn lần hai lần rồi thôi, chứ không thể nào mà ăn mãi được. Còn việc uống thì nó dễ hơn. Thế nên Ngân nói là thôi Ngân thử một cái liệu trình 10 ngày liên tiếp xem nó ra làm sao. Thì đúng 10 ngày nay Ngân đã uống và Ngân nghĩ Ngân sẽ tiếp tục uống. Không biết có phải là vì cái ngẫu nhiên hay không mà Ngân cũng giảm được 1 cân. Là trước khi mỗi bữa ăn á, nếu mà uống một ly như vậy á, thì bản thân cái ly này nó đã có nhiều nước này, có nước xanh và có tí đường của cái dứa này, nó làm cho cái nước này nó làm cho mình cảm thấy hơi chán ăn á, thì mình ăn bớt lại một tí. Thì đối với những bạn nào muốn giảm cân thì Ngân nghĩ nếu mà cứ tiếp tục làm mà nhất là uống tăng lên một tí cũng được. Mỗi một lần Ngân làm á, Ngân làm ít lắm, Ngân làm chỉ có 3-4 cọng như vậy thôi. Đấy, bao gọn như vậy thôi. Sau đó Ngân bỏ lá nha, không dùng lá, với cả 1 quả dưa leo và 1/8 hoặc là 1/10, nói chung là ít thôi cái quả dứa này, bởi vì dù sao nó cũng nhiều đường, nên là cũng chỉ 1/8 xay lên, xong rồi vắt lấy nước. Ngân xay bằng máy sinh tố, có rất nhiều loại máy các bạn có thể xay, nhưng mà hiện tại thì Ngân bằng xay bằng máy sinh tố, bởi vì Ngân thấy nó đơn giản hơn. Cái phương pháp thiên nhiên như vậy thì nó không bao giờ có hại cho mình cả. Nhưng mà Ngân cũng đã nghe thấy chị gái của Ngân là uống nhiều và nói là khi mà uống hơi nhiều một tí, ví dụ như 4-5 ly một ngày á, thì cảm thấy như là thỉnh thoảng xây sẩm mặt mày. Ngân nghĩ là Ngân cũng sẽ tiếp tục uống, bởi vì nếu như làm theo cái nguyên liệu, cái kiểu của Ngân làm á, cái nước cực kỳ dễ uống, ngon lắm luôn. Uống được thêm gừng thì càng tốt, còn không thì cứ uống như thế theo kiểu của Ngân. Đây, Ngân uống thử cho các bạn xem và Ngân sẽ cho các bạn xem rất nhiều clip mỗi sáng Ngân quay lại khoảng 5-10 giây Ngân đã uống như thế nào. Cực kỳ ngon luôn á. Không có một cái mùi gì khó chịu đâu. Bản thân ông xã Ngân không bao giờ thích uống những cái loại nhà mà anh ấy cũng khen là rất là dễ uống chứ không có bị nặng mùi. Ngày hôm nay là Ngân đã uống 2 ly như vậy. Ok, các bạn hãy thử xem là, nhưng mà phải kiên nhẫn nha. Phải uống liên tục mỗi ngày, không được bỏ nha. Thử uống liên tục 10 ngày, 20 ngày.
Thử không? Ngon. Cái này ngon. Không 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 hăng như hôm đầu tiên nữa. Yeah.